Ok, hello xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming và Dư Khải chúng em buổi xem video vui vẻ lắm rồi. Ở video này thì Khải mua bộ tay 540, sinh lực 78. Mua giùm cho thằng bạn mình Nam Phong. Chung là bữa giờ không ưng bao tay này rồi, xúc thôi. Ê. Ê, đâu này đi đâu rồi? Đâu vậy? Nó auto chạy đâu rồi nè. Đang dịch. Chạy đâu thế? Auto nè. Bao tay 540 dòng 1. Nói chung là tầm này thì bao tay ra khá là nhiều. Nhưng mà ưng bao tay này được cái nó có dòng sinh lực nữa nè. Nói chung là mua cho Nam Phong. Ủng hộ Nam Phong nửa tiền. Ủng hộ Nam Phong nửa tiền mua cái bao tay nè. Bao tay 540. Trong bao tay này thì gió đang mang đánh thì lấy móc 540 cũng ok này. Đó. Giao dịch. Biên kinh tay. Đâu rồi? Lô, bị ngân tay giao dịch này Nam Phong ơi. Đây. Ra, anh thằng tài chỗ nào? Ra đứng như thằng tài luôn, như đồ nó mất kinh nghiệm. Biến tay nè. Ra cổng đi. Giao dịch. Bên tay là ngon ấy. Bên tay này tính ra ba kia mà đánh được ấy. Đánh sập server được ấy. Cái logo hình đó là đó phải làm cho anh nữa, anh đâu bỏ được em. Rồi ok. Anh đồng ý rồi anh đồng ý rồi. Giờ đang tính ra là đủ chón 80 rồi đúng không? Ừ, chón 80 rồi. Nón 40 mà chưa lên đảo đúng không? Bữa nào lên đảo đi, thay một đồ khác. Ui, mang cái chuyền cùi vậy, được kiếm cho chuyền khác cho. Nhẫn nữa. Hả? Có con hả? Em hai đứa anh ơi. Lột quá. Cái gì mà một đứa hai đứa nhiều anh vậy?